Bò điên đuổi hai mẹ con về tận nhà và diễn biến kinh hoàng sau đó. Vụ việc bò điên lao vào nhà tấn công người dân xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 23 tháng 2 ở Thái Bình. Diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại khiến cộng đồng mạng thót tim. Theo đoạn clip được đăng tải, người phụ nữ điều khiển xe máy chở theo con gái bị con bò dữ tợn truy đuổi. Quá hoảng sợ, người này đánh lái tạt vào nhà dân bên đường thì con vật phi thẳng vào cổng. Chưa hết, con bò điên tiếp tục lao qua bé trai đang đứng chơi ở sân rồi xông vào phòng khách của gia đình, suýt hút trúng người đàn ông. Chứng kiến sự việc, trẻ con và người lớn đều la hét thất thanh. Hai đứa trẻ nhanh chóng được bế chạy ra khỏi hiện trường. Người đàn ông mở lại khóa cửa nhốt con vật trong căn phòng. Lúc này bên trong vẫn còn một người đàn ông đang cố gắng thoát ra ngoài. Theo chủ nhân đăng tải đoạn clip cho biết, con bò lao vào nhà hút vỡ nhiều đồ đạc. Rất may không có thương tích về người. Ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình nạn nhân đã trích xuất camera và đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội. Sau 2 giờ chia sẻ, đoạn video đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.